Nhà của mình là ở đây. Mình sống trong khu rừng này. Mình đã lạc mất cha mình rồi. Mình không muốn mất luôn gia đình. Buổi sớm tinh mơ. Giờ rồi bố, đầu hàng rồi sao? Không có cơ hội đó đâu. Đúng đó, còn không có cơ hội nào đâu. Thế hả? Cứ thử lần nữa xem, con sẽ đánh sạch đốm trên người của bố. Coi con kìa, nếu tài ăn nói là cú đấm móc trái thì con đã là chúa tể khu rừng rồi. Thằng bé cũng giống như bố, miệng lưỡi quá. Em yêu, đừng hiểu sai ý anh. Bọn anh chỉ là... Bố đang nói về việc mắt mẹ rất đẹp khi mẹ phát điên với bố. Bố có nói thế à? Tất nhiên rồi, đừng có giả vờ. Cả hai bố con đều đáng tét mông cả. Mẹ quá thật là một nhà thơ. Hài đó. Con im lặng nào. Còn anh, đừng đánh nữa. Anh định biến con trai em trở thành Rambo cả đêm à? Em yêu, thằng bé cần phải học cách tự bảo vệ, đúng không? Anh đang giúp nó trở thành một người đàn ông. Chính xác. Nó chưa trưởng thành, nó vẫn là một con báo con. Bình tĩnh nào mẹ. Đừng bảo mẹ phải bình tĩnh. Lỡ như con bị thương thì sao? Hai người không biết cảm giác của một người mẹ là thế nào. Được, cứ tiếp tục đi. Nhưng đừng có chạy về khóc lóc với mẹ. Còn có linh cảm rằng tối nay bố sẽ phải ngủ ngoài hang đấy. Đừng lo, Yuvi. Bố biết cách bí mật để làm mẹ nguôi giận. Bằng cách nào? Một bài hát. Mọi thứ của em và mọi thứ của anh, chúng ta bên nhau như đất với cây cỏ. Chúng ta hiểu rõ về nhau. Chúng ta đều cùng một suy nghĩ. Từng ngày, từng giờ, sao chúng ta có thể vui vẻ với vẻ mặt đó của em chứ? Em biết rõ anh là của em và em là của anh. Em không cần phải giận dữ như thế. Hãy quên và tha thứ mọi chuyện. Như thế mới là một gia đình. Hãy tha thứ cho nhau. Anh hiểu, em muốn làm theo cách của em. Em cũng biết anh sẽ đuổi theo em cả ngày mà. Bởi vì anh không thể sống mà thiếu em. Hãy cười lên nào. Bởi em biết anh là của em và em là của anh. Em không cần phải giận dữ như thế. Hãy quên và tha thứ mọi chuyện. Như thế mới là một gia đình. Anh mà nói nữa thì em sẽ bỏ đi ngay nhé. Anh chỉ có mỗi bài hát này thôi sao? Anh nên thử cách khác đi. Bởi vì em biết anh là của em và anh là của em. Và không ai biết điều đó hơn em. Hãy tha thứ và quên mọi chuyện đi. Như thế mới là một gia đình. Hãy tha thứ cho nhau.
Yuvi. Nếu bố ở đây, và nếu một trong chúng ta bị giết, chú có nghĩ bố sẽ bảo tất cả chúng ta chạy không? Bọn ta không giống như ông ấy, Yuvi. Bọn ta không mạnh như bố cháu. Nhưng bố luôn bảo, chính do mọi người đã khiến bố trở nên mạnh mẽ và dũng cảm. Đều nhờ mọi người cả. Anh ấy thật tử tế, nhưng mà hôm nay anh ấy đã bị bắn. Ngày mai nạn nhân có thể là một trong số chúng ta. Hơn nữa, có gì khác khi chúng ta ở lại hoặc bỏ đi chứ? Ý tôi nói thật, nếu cậu thấy một khu rừng, cậu sẽ thấy tất cả. Chúng ta nên đi. Các người còn dám tự xưng mình là động vật hoang dã à? Bọn nhát gan. Dù của chúng ta đã chết, thế thì sao chứ? Quân đội của chúng ta vẫn còn nguyên. Chúng ta phải làm gì đây? Để loài người đuổi chúng ta ra khỏi nhà, hay moi ruột của họ ra cho hả dạ? Người của tôi đang sẵn sàng chờ lệnh tôi. Chỉ cần một từ thôi. Chiến. 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 Chiến thôi. Im đi, anh bị sao thế? Lúc nào cũng bạo lực với chiến tranh. Bình tĩnh nào anh bạn. Tôi biết đây là khái niệm khó nuốt, nhưng chiến tranh không giải quyết được mọi chuyện. Ừ, anh nói đúng. Ngày mai chúng ta nên đi đến cạnh một gã rồi nói rằng: chào buổi sáng, thưa sếp. Anh nhân tiện sẽ thật tuyệt nếu anh ngừng việc tàn sát chúng tôi và giải tán theo ủi đất của các anh đi. Và hắn ta sẽ nói: xin lỗi anh lông lá, tôi không biết. Không sao, chúng tôi sẽ dọn đi ngay. Anh có muốn một tách cà phê không? Anh không hiểu đâu. Tôi hiểu rất rõ con người. Chúng bắn giết lẫn nhau ngày qua ngày. Mọi người nghĩ họ sẽ thua giấm hụt chúng ta sao? Nghe này anh bạn, không phải tất cả bọn họ đều như thế. Hắn có vài người thích những hành động văn minh hơn, như là trò chuyện, tán gẫu, chia sẻ kinh nghiệm làm vườn. Được rồi, cứ cho như là họ sẽ lắng nghe đi. Ai trong số các người sẽ đứng ra nói chuyện với họ? Có ai biết ngôn ngữ của họ không? Có ai không? Tôi biết có một người. Thật sao? Cái gì? Ai cơ? Đợi đã, tôi đang nói gì thế này? Này, đừng nghe lời bộ ốp lông lá đó. Đúng thế. Đợi đã, tôi nghĩ ra rồi. Tôi biết người đó là ai rồi. Anh ta không chỉ biết nói tiếng động vật, mà có thể nói tiếng người như dân bản xứ. Ai? Tên anh là... Tên anh ta là... Đợi đã. Tên anh ta là gì nhỉ?
Tôi nhớ đem viết ra ở đâu đó rồi mà. À, má mì, à, tiệm giặt. Không phải, không phải. Tên là gì nhỉ? Đừng làm trò hề nữa. Xin lỗi. Anh nghĩ đây là trò đùa. Đây là chuyện nghiêm túc đấy, đồ ngốc. Nói chuyện sao không có hiệu quả đâu. Chúng ta phải dùng lên chiến đấu. Đủ rồi, im lặng đi. Đừng nói chuyện đánh nhau nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chúng ta đã quyết định. Chúng ta sẽ rời khỏi khu rừng trong 2 ngày nữa. Đã đến lúc phải đi rồi. Chú bồ câu ơi. Cái gì? Người có thể nói chuyện với con người sống ở đâu thế? Cái gì? Cậu là ai? Chú bồ câu là cháu Yuvi đây. Cậu là ai? Yuvi. À đúng rồi. Cậu nên về đi. Nhanh lên, chúng ta phải đi thôi. Ta phải đi. Cháu biết, nhưng đi đâu ạ? À? Đi đâu nhỉ? À, ta... Câu hỏi hay đấy. Nhà của ta ở ngay đây mà. Đúng rồi. Tên anh ta là Alex. Anh ta là con vẹt của một đạo diễn lừng danh. Anh ta không thể bay khắp phòng để cứu mạng mình, nhưng có thể nói rất nhiều thứ tiếng. Tiếng Hindu, tiếng Anh, Đức, Pháp, tiếng Klingon. Và ta chỉ nhớ được bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà sao cậu lại muốn biết? Cháu có một kế hoạch. Tính nóng nảy là kẻ thù của anh. Và cơn nóng giận này sẽ khiến anh nổi u đấy. Thư giãn nào. Hãy ngửi những trái chuối hoặc đi làm sinh tố uống. Anh sẽ sống thọ hơn đó. Anh khỉ nóng nảy đáng yêu. Lần sau nếu cảm thấy chuẩn bị nổi điên, hãy dừng lại và hít một hơi thật sâu nhé. Cẩn thận phần dưới. Hãy nhớ những từ uyên bác này. 1, 2, 1, 2, 3. Đưa tay phải ra. Rồi sau đó đến tay trái. Xoay một vòng, hớp bụng vào. Lắc mông như thế này. Đây là cái ôm của gấu Baga. Tôi ôm con khỉ nhỏ. Và sau đó lặp lại từ đầu. Tôi cũng thích bài hát này. Thứ hai, ca từ thật ngu ngốc. Và thứ nhất, đó là lý do chúng ta ở đây. Chính xác. Cháu không biết nhiều về việc diễn xuất, nhưng cứ giả vờ tin vào những điều mà chú sắp nói. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Được, tốt lắm. Sẵn sàng chưa? Rồi. Và diễn. Nhảm nhí quá. Đó là thật mà. Thôi đi, cậu đang làm mất thời giờ của tôi đó. Chú không tin cháu à? Hơn nữa, đó là việc không thể, bất khả thi. Vậy chú không biết Baranji đúng không? Baranji, anh ta là thật hay chỉ có trong truyền thuyết? Sao thế? Có gì cần tôi giúp không? À, chú Baranji kìa. Cháu đang nói về chú đó. Chú là con thú mạnh nhất của khu rừng. Được đấy, và chú ấy thì không tin như thế. Anh ta không tin à? Tôi sẽ chứng minh cho anh ta xem đồ lông lá. Không, không phải thế đâu. Cháu đã bảo với chú ấy rằng chú có thể thắng 2 người cùng lúc trong trò vật tay. Và chú ấy bảo rằng... Và rồi chú ấy bảo... Không ai có thể làm thế cả. Thế sao? Hãy xem đây. Ai có gắng thách đấu với tôi? Có ai không? Tôi không có nói anh. Morella, get over here! Ra đây! Các người đang làm gì? Cố làm mất mặt tôi hả? Có thứ gì đó đang diễn ra. Ừ, nếu tôi là anh, tôi sẽ không tin con báo con đó. Chú có biết cháu nói gì với chú ấy về chú nữa không? Chú có thể làm cây cỏ cao nhất rung rinh như bị lốc xoáy và khiến tất cả trái dừa rơi xuống đất. Và chú biết chú ấy nói thế nào không? Không đời nào. Thế hả? Xem đây. Sếp à, tôi nghĩ những gã này đang kiếm chuyện với anh đấy. Chúng đang chơi anh ta như đang chơi đàn si ta rẻ tiền đấy. Thôi bỏ đi sếp, xuống đi. Đúng thế. Anh ấy đã xuống rồi. Anh thấy sao hả? Hy vọng anh sẽ được thỏa mãn. À, thật ra còn một việc này. Còn nữa à? Ừ, cháu bảo chú có thể cứu con vẹt Alex đang bị con người ác độc giam giữ như tù nhân trong thành phố. Nhưng chú ấy bảo rằng, mơ đi, im đi. Anh ta ở đâu?
Tên Alex này đang ở đâu? Chiến. Đây là cách chúng ta làm ở Bollywood. Karaoke nào. Xin lỗi, lỗi của tôi. Nhiều xoài quá. Yubi, nhanh lên. Chào mừng đến thế giới của anh. Chỗ của anh đẹp quá. Cô nàng đẹp quá. Cứu tôi với. Có chuyện gì thế? Alex, mày dễ thương quá. Chúng ta xem khung cảnh xung quanh nhé. Tuyệt quá. Anh nghĩ chúng ta có thể xem qua cảnh mở màn. Em luôn tự hỏi, có một hồ bơi trong nhà sẽ như thế nào? Không bao giờ trễ để biết được điều đó. Còn về buổi công chiếu, anh nghĩ, nhưng em đâu có mặt trong cảnh mở màn đâu, anh Kosla. Đó là điều anh muốn nói. Anh đang nghĩ đến việc thêm nhiều đất diễn cho nhân vật cô gái nô lệ, nếu như em thích. Ông nói thật chứ, Kosla? Tất nhiên rồi. Im nào. Mẹ, hãy để con giải thích. Thôi đi, bạc gà. Nó chỉ là một đứa bé thôi. Nhưng anh, bởi vì nó là một đứa trẻ nên tôi mới đi cùng. Tôi là một người lớn, có trách nhiệm như cô nói. Đưa thằng bé đến thế giới loài người khiến nó suýt bị giết. Đó là hành vi của một người lớn à. Còn anh nữa, Baranji. Tôi không thể tưởng tượng được lý do anh tham gia việc này. Anh ghét con người mà. À, đó là sáng kiến của con trai cô. Nó đang chơi anh như một cái đàn sitar. Anh không nghe lời tôi, thật xấu hổ. Buồn thật, đúng thế. Xin lỗi, cô nói gì thế? Tôi không có ý gì đâu. Xin lỗi. Anh có khi nào nghĩ rằng ở ngoài đó thật nguy hiểm đối với giống loài chúng ta? Lỡ như Yubi, sao không có gì xảy ra đâu? Tôi đi với cậu ta mà. Ai cũng sợ loài người. Tôi đã bảo tiến lên. Sultan không hề sợ họ. Nhưng chính mắt tôi chứng kiến anh ấy bị bắn. Sự dũng cảm của anh ấy. Chúng tôi bất lực, vô vọng. Con xin lỗi mẹ. Lẽ ra con nên hỏi mẹ trước. Nhưng bố đã dặn con phải đảm bảo không được để điều diễn ra với bố xảy ra với con, với mẹ và mọi người. Tối qua bố đã đến gặp con và bố bảo, Yubi, bố chết rồi Yubi, bố của con chết rồi và sẽ không thể sống lại đâu. Chim chóc đang hót vang. Tôi nào, tôi đang ở đâu đấy, hội chợ vật nuôi à? Dẹp cái trò ướt át này và đưa tôi về nhà đi. Ý tôi là ngay bây giờ, làm ngay đi, ngay bây giờ, hiểu chứ?
Dấu hiệu điên khùng. Ở đây có con vẹt liên tục lặp lại lời mình nói. Đợi đã, tôi quên mất. Bọn vẹt của anh chỉ biết làm thế thôi, đúng không? Cầm miệng đi đục khỉ. Sao anh không đi bóc vỏ chuối ăn? Hay tôi lột lông anh ra nhé. À, công việc này, tại sao lại muốn từ bỏ những thứ này? Không khí trong lành, sự tự do để trở về nhà tù đó. Tự do cái quái gì chứ? Anh nghĩ đây là tự do à? Nghĩ lại đi anh bạn. Tôi sẽ nói cho anh biết tự do là gì. 500 kênh phim hành động, hài kịch và truyền hình thực tế. Và việc hay nhất là không có con khỉ phiền phức nào. Hay đấy, thả tôi ra. Anh bạn, nghe này, đừng tưởng anh từ thành phố đến thì không giống như chúng tôi nhé. Đừng quên tổ tiên rừng già của mình. Đi uống thuốc đi. Khu rừng là việc của anh chứ không phải của tôi. Tôi đã ra khỏi nơi này từ rất lâu rồi. Này, tên gà không bay được thì có thể làm gì chống lại loài người chứ? Quên anh ta đi, chúng ta không cần hắn. Tôi đã bảo với mọi người, quân đội đã sẵn sàng rồi. Chúng ta chỉ cần ra lệnh và cuộc chiến bắt đầu. Anh tham gia đi, sao lại là tôi? Anh lùng hơn, anh ngu hơn. Tôi gì cơ? Cao, à đúng thế. Được rồi, chiến thôi. Thật ấn tượng đấy. Quân đội thế đó. Đó là những gì anh có sao? Để chống lại loài người. Anh mất não rồi à? Thật hết biết. Còn kỹ xấu xa, cúp đi. Anh dám đụng vào tôi sao? Đồ tinh tinh thối tha. Tinh tinh hả? Đến đây. Có giỏi thì ra đây nói lại lần nữa. Anh có biết bắt cóc là một tội theo điều 364A không? Hắn nói gì thế nhỉ? Bọn cháu xin lỗi chú Alex, nhưng chú là hy vọng duy nhất. Chỉ có chú biết ngôn ngữ con người. Nếu bọn cháu muốn liên lạc với họ, bọn cháu cần chú làm người phát ngôn. Cậu bị điên rồi hả? Cậu nghĩ tôi có thời gian cho rạp dớp dẫn này sao? Đi tìm bọn thầu, đến bọn đầu tư, rồi thị trưởng, rồi chính quyền. Và khi họ không chịu giúp, tôi nghĩ cậu sẽ bắt tôi đi đến Delhi mất. Delhi? Delhi là gì chú Alex? Cậu đùa à? Cậu không biết Delhi sao? Đó là thủ đô của nước chúng ta. CNN, IBM, BBC, thủ tướng, ủy ban, phản đối, tống tiền, scandal, nghị viện. Nghị viện ư? Đúng thế, nghị viện. Cậu có đi học không? Đó là nơi con người ngồi đó điều hành cả nước. Có các bộ trưởng và mọi thứ. Bộ trưởng hả? Họ là những người ngồi ở đó và lắng nghe các vấn đề của quốc gia cả ngày và cố gắng giải quyết chúng. Vậy nếu chúng ta có vấn đề, chúng ta sẽ đến chỗ họ. Cuối cùng thì cậu đã hiểu rồi đó. Ờ không, hoặc cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu cậu đi. Quên nó đi. Nơi duy nhất tôi muốn là về nhà mình. Cậu không thể bảo tôi đến Delhi nếu cuộc đời tôi phụ thuộc vào nó. Anh nói gì? Nếu bố ở đây và chính một trong chúng ta bị giết, liệu bố có quyền tất cả chúng ta bỏ đi hết không? Rời khỏi khu rừng này cũng như rời xa bố vậy. Nơi đây có đầy kỷ niệm về bố. Ta phải làm Alex thay đổi ý định. Chúng ta sẽ đến Delhi. Delhi? Anh đùa chắc. Đi nghĩa là dơ bẩn, y nghĩa là bệnh dịch, chi nghĩa là thất bại. Bệnh dịch đâu có bắt đầu bằng chữ H nghĩa là thần thánh. Giờ thì ngươi biết rồi đấy. Biết tại sao ngươi là kẻ vâng lời và ta là thủ lĩnh. Thế nên chú ý vào, ta sẽ nói cho ngươi cái ta vừa nghĩ ra đây. Chúng ta sẽ đến Delhi, hay ít nhất là cũng đi về hướng Delhi. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có thể đến đó được. Bởi vì ở một số điểm trên đường đi, tên đâm chọt Alex đó sẽ gặp một tai nạn khủng khiếp. Và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng sẽ tìm đến ta, chúng ta, quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin chúng ta cứu chúng khỏi con người. Và cuối cùng, thời đại của khỉ sẽ đến. Tiếp theo đó, bạn của ta. Chiến tranh à? Tin ta đi, mọi chuyện sẽ tuyệt lắm cho xem. Mình sẽ không đi, chấm hết. Anh điên rồi.
tất cả các anh. Này, tôi đầu hàng đấy. Quên chuyện đó đi. Coi nào, ta phải đoàn kết chứ. Đi đi, để tôi yên. Tham gia với chúng tôi đi, sẽ là một chuyến thám hiểm tuyệt vời. Cảnh rằng tôi sẽ không đi đâu. Đi nào, ta phải đoàn kết chứ. Đi đi, để tôi yên. Tham gia cùng chúng tôi nè. Bạn có thể biến chuyến đi này thành của mình. Nghe này, tôi sẽ không đi đâu hết. Đã đến lúc phải dũng cảm lên rồi. Dù ta có gặp phải chuyện gì, tiền lương đâu phải là điều gì dành cho vài người. Hãy chấp nhận vai trò của mình bên cạnh chúng tôi đi. Đừng làm nhặng xị lên thế chứ. Hãy nói chú sẽ đi đi nào. Làm ơn đồng ý đi mà. Đi cùng đi nào. Anh phải đi cùng chúng tôi. Nhấc cánh nào, bước chân lên thôi. Ta sẽ cùng tham gia chuyến phiêu lưu đến Delhi tuyệt vời này. Đi cùng nào. Anh phải đi cùng chúng tôi. Nhấc cánh nào, bước chân lên thôi. Ta sẽ cùng tham gia chuyến phiêu lưu đến Delhi tuyệt vời này. Xin hãy có lòng tin, dù chuyện này có khó khăn, hy vọng có thể đâm chồi từ nỗi thất vọng. Đừng lo sợ khi con đường còn dài, có cháu ở đây mà. Bước một bước, bước đầu tiên anh bước đi. Hành trình đã chính thức bắt đầu. Với chỉ một bước thôi, bước đầu tiên của chú đấy, đã bắt đầu chuyến hành trình rồi. Các bạn nói gì cũng vô ích thôi. Nói gì thì cũng thế. Phiêu lưu là thứ chỉ dành cho vài người. Xin lỗi, không còn lúc để nghi ngờ đâu. Chúng tôi sẽ không để anh nói không. Con đường đỡ bên dưới chân anh rồi. Bên dưới chân anh. Ta đi thôi nào. Đi nào, anh phải đi cùng chúng tôi. Nhấc cánh nào, bước chân lên thôi. Ta sẽ cùng tham gia chuyến phiêu lưu đến Delhi tuyệt vời này. Đi nào, anh phải đi cùng chúng tôi. Nhấc cánh nào, bước chân lên thôi. Ta sẽ cùng tham gia chuyến phiêu lưu đến Delhi tuyệt vời này.
động vật, thú hoang. Cái gì vậy? Một con báo, có lẽ là vậy. Có chuyện gì vậy? Ôi không, tất cả chúng ta sẽ vào vườn thú đi. Họ nói gì vậy, Alexander? Họ biết có thú trên tàu rồi. Nhưng làm sao họ biết chứ? Ai đã tiết lộ chúng ta? Sao cô không hỏi con khỉ này này? Baranzi, anh đã rời khỏi khoang này à? Anh chắc chứ? Một chút hả? Không chút nào, không, một chút cũng không. Phần nào anh không... Tôi không làm gì hết, tôi chỉ canh phòng thôi. Tôi không tin hắn ta đâu. Anh tin à? Có lý do gì con vẹt đó mới ghét tôi chứ? Hắn ta sẽ nói bất cứ thứ gì. Cẩn thận, có người sắp vào này. Mẹ. Yuvi, mẹ có ở đây không? Này, ở đây này, dưới kia. Ở đâu? Ở đây, nhanh lên. Vào đây, ngắt vào đây nào. Mở nó ra đi. Coi nào, ta phải làm việc đúng đắn chứ. Cho tôi xem nào. Theo tôi, lạ thật đấy. Chiếu đèn vào đây xem. Gì vậy? Tôi thề tôi đã thấy nó mà. Vậy à, nhưng bây giờ nó không có ở đây. Mẹ đã bảo con ở lại với mọi người. Con suýt làm chúng ta bị bắt đấy. Con biết, con cũng không định đến. Nhưng khi con vừa ngủ thiếp đi, bố lại tìm đến con. Yuvi, cháu chỉ mơ thôi mà. Không phải mơ đâu, Bakra. Cháu thề đấy. Bố thật lắm, như chú vậy. Mẹ, con không bị chuyện đâu. Bố đã ở đó mà. Có thể nào vì tình thương yêu con mà ông ta giả vờ chết? Hoặc là cậu đớn này lại điên rồi? Hòa nhịp với tôi nào. Nhạc nổi lên, nền đen và da được phân. Nhưng tôi phản đối thưa tòa. Thưa tòa, nhân chứng cuối cùng không có liên quan. Tôi có thể nhắc cho tòa rằng đây là vụ cố sát. Thưa tòa, tôi sẽ chứng minh rằng giữa đêm khuya, trong khi chú vẹt đang say ngủ, không có sức chống cự, con khỉ này với con dao có kích cỡ bằng cây rựa đã cố tình muốn biến con vẹt này thành cựu vẹt. Hắn ta có thể phủ nhận. Chúc may mắn nhé. Bê, anh muốn nói gì nào? Anh sẽ không tin con vẹt hoang tưởng đó chứ. Gã này bị ám ảnh rồi. Hắn thậm chí còn mơ về tôi. Phản đối thưa tòa. Giấc mơ của tôi không liên quan. Thật ra tôi đã mơ về một con vẹt màu tên là Aspia. Nhưng tôi đã tỉnh dậy kịp lúc khi anh ta định giết tôi. Nghe này, đồ não chim. Ý anh định là sao? Nếu tôi muốn anh chết, tin tôi đi, anh sẽ biết ngay đấy. Bèn bèn, vậy chẳng còn gì ngoài một nhúm lông. Đủ rồi, tất cả những cuộc cãi giả trẻ con này phải dừng lại ngay. Chẳng giúp gì được cho chúng ta hết. Baranzi, không nói thêm lời nào nữa. Còn anh, nghe tôi nói đây, Alex. Không có anh, chúng ta sẽ không có cơ hội đến được Delhi. Đúng thế, nhưng không có chúng tôi, anh cũng không thể về lại nhà đâu. Nên tất cả mọi người đều muốn anh dẹp chuyện vớ vẩn này đi. Được thôi, với một điều kiện. Clint Eastwood đây bỏ lại súng. Nếu không, quên đi, cứ loại tôi ra khỏi nhóm. Anh có thể lấy đi khẩu súng này khỏi bàn tay lạnh lẽo của tôi. Đừng có làm quá lên. Anh là một con khỉ to lớn, dũng cảm. Anh không cần những vũ khí ngu ngốc này. Coi nào, bỏ chúng xuống. Này, coi nào, không bao giờ. Đó. Không phải tốt hơn rồi sao? Tôi thấy bị bạo hành quá. Lấy đi khẩu súng và con dao đó. Và nhìn xem anh ta làm sao kìa. Một ngày chán nản đây. Này, hay là tìm cho anh một quả chuối thật to nhé. An toàn rồi, tốt. Thôi đi nào. Ta thấy bọn ngươi rồi. Thưa ngài, tôi làm được rồi, chắc chứ. Để tôi, thưa ngài, chuyện đó là thật sao? Chúng đã lấy đi tất cả vũ khí của ngài. Vì nếu chúng đã làm thế, chúng tôi nghĩ việc duy nhất bây giờ là quên hết mọi chuyện đi. Chúng tôi vẫn luôn biết kế hoạch của ngài là vớ vẩn. Giờ nó còn vô ích nữa, hả? Vậy à? Không phải tôi thích nó lắm. Và để làm cho kế hoạch này khó khăn hơn, bọn chúng đã lấy đi phần cứng của ngài. Ngài có thể nói là vô ích. Một lần nữa, ta hiểu tại sao các ngươi là kẻ theo sau. Còn ta là người dẫn đầu. Ta không còn hàng nóng. Thì sao? Các người vẫn còn chứ? Còn tùy ý ngài. Hàng nóng ở đây là gì? Hả? Nóng? Chắc rồi. Chúng tôi có mang chứ. Tốt. Đợi tín hiệu của ta. Và khi bọn chúng không ngờ nhất, chúng ta sẽ... chiến tranh. Này, đợi tín hiệu. Bây giờ làm sao chúng ta đến Delhi đây? Tàu lửa là cái duy nhất biết đường mà. Các anh thật may khi có tôi ở đây.
Chuyến tàu đó đi đến đâu? Daily. Vậy đường ray đi đến đâu? Daily. Vậy nếu ta đi theo đường ray thì sao? Daily. Linh cảm thôi, theo tôi nào. Ngã ba. Hay thật đấy. Linh cảm à? Nhảm nhí. Để đó cho con khỉ đi. Ta có thể sẽ đi nhầm đến Madagascar. Quay lại thôi. Ít nhất ta cũng biết mình sẽ đi đâu. Ta làm gì đi mẹ? Khi ngọn gió sứ mệnh đập vào cửa, nó mở ra một cửa sổ chưa bao giờ mở trước đó. Một con dơi. Chính xác, ta là một con dơi. Raju là tên ta. Giúp đỡ các lữ khách là thú vui. Đang định đến Delhi đúng không? Làm sao chú biết? Ai cũng biết mà. Tin tức về chuyến thám hiểm của mọi người đã lan truyền khắp nơi. Này, chưa nghe về mặt Internet à? Ở đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Hả? Bản vẽ địa hình đấy nhóc. Một tấm bản đồ. Cảm ơn nhiều nhé. Anh có bản đồ nào chỉ chúng tôi cách đọc bản đồ không? Này, nếu tôi là anh tôi sẽ ít mỉa mai đi một chút. Cái đó sẽ không giúp được gì cho anh hết. Và làm anh chậm lại nữa. Bạn tôi ơi, nếu bạn thật sự muốn biết cách đến Delhi thì đây, hãy lắng nghe tôi và đừng sợ hãi. Tôi biết cách đến đó như thế nào. Cứ đi thẳng cho đến khi thấy nơi nào có nhiều cây. Một khu rừng già to lớn và xanh rờn, những ngọn cây cao nhất các bạn có thể thấy. Không không, tôi quên mất, không còn khu rừng già nữa. Vâng, đúng là đã từng có. Nhưng sau đó con người đến, bạn thấy rồi đấy. Họ chặt cây để lấy gỗ và bùm, mọc lên một khu dân cư. Họ xóa sổ khu rừng và giờ nó chẳng còn, để lại từng gốc cây chết. Nhưng không sao, cứ tiếp tục đi cho đến khi thấy một con sông đang chảy, con sông hạnh phúc sạch sẽ và phun nước chảy qua một thung lũng. Không, tôi nghĩ lại rồi, không có con sông nào cả. Dân đã từng có, nhưng sau đó con người kéo đến. Họ đổ đầy con sông với rác thải và hóa chất, các chất độc hại, tàn phá. Và nói đúng hơn, con sông bây giờ đã thành cái cống. Nhưng đừng lo, cứ đi thẳng đi. Ngay khi đến được sa mạc, một thế giới chưa bị khai hóa với các đụng cát và đá hoang sơ trong sáng như mặt trăng. Không, tôi quên mất, chả còn sa mạc nào nữa đâu. Dân đáng buồn, nhưng đúng là vậy. Tất nhiên cũng là do con người nổ, đào, khoan, làm mỏ, xây đường, ống dẫn dầu, nơi những hạt cát từng nằm yên bình do chỉ có người lái những chiếc SUV chạy theo các tuyến đường cao tốc ầm ĩ bốc mùi. Nó sẽ dẫn bạn thẳng đến Delhi. Nhìn thấy tòa nhà to và tròn đó không? Đó là nghĩa gì mà các bạn đang tìm kiếm? Hãy nói cho con người biết, nhìn mà xem. Ta phải làm cho họ nhận ra điều họ đang làm với vùng đất này. Bầu không khí độc hại và dần giết chết chúng ta. Sông rừng trơ cạn. Cái đất này là ngôi nhà chung của chúng ta. Điều họ đang làm với nhà của chúng ta. Điều họ làm với nhà của họ. Mọi người coi nào, tôi không thể bước tiếp được nữa. Xin lỗi, chúng tôi đang cố tìm máy bay riêng cho anh đây. Đừng phàn nàn nữa. Không đùa đâu, tôi chịu hết nổi rồi. Giết tôi đi, cứ giết đi, kết thúc tôi đi. Này, mọi người, tôi nghĩ Polly đây cuối cùng cũng hết mỉa mai. Ừ, tôi điên rồi, giúp tôi thoát khỏi nỗi khốn khổ này đi. Này, ghi lại đi, đây không phải ý của tôi nhé. Mọi người cũng thấy đúng không? Tôi bị buộc phải bóp cái cổ xinh xắn này đấy. Chúng ta đồng ý hết nhé. Parisi, im nào. Alex, anh nữa, phía trước có một ốc đảo đấy. Chào những người lạ mặt. Xin chào, chào mừng đến nhà của tôi. Chào mừng, nhà tôi cũng là nhà bạn. Các bạn đã đi bao xa để đến được đây? Này, rất vui được gặp các bạn. Và xin được chào đón tất cả. Không có chi đâu, đừng ngại ngùng gì hết. Thật hân hạnh khi được tiếp xúc cho các bạn. Bạn tôi ơi, vào đây đi nào. Và tham gia bữa tiệc cùng chúng tôi. Chắc là anh vui vì sự đánh lạc hướng này phải không? Đi đi, tôi sẽ thực hiện những gì tôi nói bằng hành động.
Anh thách thức tôi đi nhé. Tôi là một con chim săn mồi thật sự, không còn nơi nào khác đi cả, chỉ còn anh và tôi thôi. Cứ đi đi, đừng làm tôi cười đấy. Làm ơn. Nói chuyện cũng hay, nhưng tôi thích dùng cái này hơn. Anh có cơ hội bay đi ngay bây giờ, vì tôi chắc chắn thắng rồi. Nhảy múa suốt cả ngày, chúng tôi chỉ muốn làm các bạn cười. Nhảy múa suốt cả ngày, chúng tôi chỉ muốn làm các bạn cười. Hãy bỏ qua mọi rắc rối, đây là một đêm tuyệt đẹp. Nhảy múa suốt cả ngày, chúng tôi chỉ muốn làm các bạn cười. Không tin nổi, anh nghĩ anh rắn hơn tôi. Anh chỉ là một trò cười, đúng thế. Anh thật sự mất trí rồi, não chim. Đừng bắt tôi phải chứng tỏ đấy. Coi nào, anh làm được gì, tôi sẽ làm tốt hơn thế. Nói đi, anh sợ một con chim à? Tôi sẽ không đi đâu hết. Để xem anh tiệc tùng thế nào, con sâu nhỏ. Nhảy múa suốt cả ngày, chúng tôi chỉ muốn làm các bạn cười. Nhảy múa suốt cả ngày, chúng tôi chỉ muốn làm các bạn cười. Đã đến lúc hát rồi, đừng đi đâu nhé, đừng đi đâu hết. Đã đến lúc hát lên rồi, anh thấy sao nào, anh thấy sao? Đã đến lúc hát rồi, đừng đi đâu nhé, đừng đi đâu hết. Đã đến lúc hát lên rồi, anh thấy sao? Nhưng cẩn thận nhé, coi nào. Ta hơi mất tập trung rồi đấy, các anh có thấy vậy không? Anh thấy sao nào? Anh thấy sao nào? Suốt đêm, suốt ngày, nhảy múa suốt ngày đêm, chúng tôi chỉ muốn làm các bạn cười. Nhảy múa suốt ngày đêm, chúng tôi chỉ muốn làm các bạn cười. Thư giãn chút đi nào, đây là một đêm rất đẹp. Nhảy múa suốt ngày đêm, chúng tôi chỉ muốn làm các bạn cười. Họ thật sự đi rồi à? Họ bị chuyển đi rồi. Linh hồn của họ đang ở thiên đường đấy. Dân hay lắm, nhưng chúng tôi vẫn phải đến Delhi. Và chúng tôi không thể làm được điều đó khi hai người này đang ở miền đất thánh. Một khi họ đến đó thì khó gọi về lắm. Cho hai quả ớt vào mũi họ thì có thể đưa họ trở lại trái đất đấy. Đừng giỡn nữa, không có gì đáng đùa đâu. Thử xoay theo chiều kim đồng hồ trong một tuần trong khi đốt nhang. Cách đó thường có hiệu quả. Hoặc là hành hương đến đền thánh. Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ để hai người họ ngủ cho khỏe và sáng hôm sao sẽ ổn thôi. Anh sẽ giúp chúng tôi tìm đường chứ. Đến Delhi à? Tất nhiên rồi. Dù tôi không biết sao lại có người muốn đến đó. Câu chuyện tôi có thể kể về Delhi có lẽ là không. Dù sao thì chúng tôi sẽ chỉ đường cho các bạn vào sáng mai. Điều quan trọng là phải nhớ, dù các bạn có đi đâu, hãy tránh xa những hang động phía bên kia thung lũng. Đó là hang ổ của Kalia và đồng bọn. Loanh quanh gần đó và các bạn sẽ không thể quay về đâu. Tôi sẽ chừa lại các chi tiết, nhưng tin chú đi, chúng là những kẻ săn mồi đáng sợ. Chắc không muốn gặp chúng đâu, nên tránh xa những cái hang đó ra. Con biết bố sẽ đến mà, con biết mà. Im lặng nào, Yuvi, con sẽ đánh thức mọi người. Nhưng con muốn mọi người thức dậy, để họ thấy bố đang ở đây. Không ai tin con cả, bố ơi. Nhưng giờ họ sẽ tin. Điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì, con trai. Họ vẫn sẽ không thể thấy bố. Nhưng tại sao vậy bố? Họ đều nghĩ bố đang ở nơi nào xa khỏi đây. Không ai biết bố ở gần đến mức nào, ngoại trừ con. Vậy mẹ cũng không thấy bố sao? Mẹ sẽ thấy bố, Yuvi, nhưng chỉ khi đến thời điểm. Cho đến lúc đó, bố phải dặn con điều này. Con phải cực kỳ cảnh giác, vì kẻ thù của con vẫn đang hoạt động ngay cả vào lúc này. Và kẻ thù không chỉ là những người ngoài, đôi lúc họ còn là người trong nhà. Phải, sao lại không để bọn Linh Cẩu làm chuyện bẩn thỉu giùm ta chứ? Không ai cần biết ta đã ở đây cả. Bố ơi!
Paranzi, là chú đang cười sao? Này, trở lại với tụi kia đi, biến khỏi đây, đi đi. Ôi, mình đang ở đâu vậy? Paranzi, chú đang làm gì đó? Sao Alex cũng ở đây? Khoan đã, chúng ta đang ở đâu đây? Chú ơi, là mấy cái hang mà họ đã cảnh báo. Ta phải đi thôi, nhanh lên. Ôi không, các người là khách mời đặc biệt của ta. Chúng ta sẽ có tiệc lót dạ trước khi ngủ vậy. Còn ông là ai? Cứ gọi là gì tùy thích, nhưng đừng gọi ta trễ bữa tiệc. Các chiến hữu thường gọi ta là Kalia. 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 Oh, yeah. Oui, oui, monsieur. Thực đơn tối nay có gì? Hai vị là bánh vẹt chiên ạ, ngon. Rồi có sườn báo sữa nướng. Và cuối cùng là não khỉ sốt chua ngọt. Ôi, ta thèm món ấn quá. Nhất là khi các nguyên liệu còn tươi thế này. Ta có tin mới cho ngươi. Ngươi vừa tự đưa mình vào chỗ chết đấy, đồ ngu. Ok, chúng mày, tấn công đi. Từ khóa là chiến tranh. Chiến tranh, ta nói, chiến tranh. Ta sẽ không làm thế đâu. Ok, nếu các ngươi ở ngoài đó, tất cả sẽ bị đuổi việc. Tấn công đi. Bữa tối đã sẵn sàng. Bữa tối đã sẵn sàng. Chúng cháu xin lỗi, đây chính là một tai nạn thôi. Làm ơn để chúng cháu đi đi, Kalia. Tất nhiên, tại sao không chứ? Trời ơi, ngươi chỉ việc giết hết chúng ta, rồi ngươi sẽ được tự do ra đi. Nghe vui không? Ta thích một bữa ăn, còn biết dãy dụa chút. Ngươi không sợ chúng ta chứ? Vì chúng ta có nhiều răng. Và những cái to to này, gọi là gì nhỉ? Móng vuốt. Những ngươi bị áp đảo 20 chọi một. Sợ là đúng đấy. Ngươi có gì nào nhóc? Ngươi chẳng có gì cả. Tôi có một thứ đấy. Vậy sao? Mẹ ơi! Sẽ cần cái nồi to hơn đấy. Tôi không biết bay. Tôi không muốn chết. Trời ơi! Không, không, làm ơn! Đây rồi! Ôi! Ai đó cần một cái bồn tắm! Ôi! Còn nít ranh. Người dạy con giỏi lắm. Trời ơi, gãy xương mất rồi. Hãy bắt đầu lại. Xin chào. Chạy.
vậy thôi. Tạm biệt. Này, ngươi đi đâu đấy? Còn bữa tối thì sao? Gặp lại sao, Kalia? Chắc người sẽ không còn hồ hởi gọi món khỉ cho lần sau hả? Chạy đi và đừng trở lại. Hoặc là ta sẽ làm thịt ngươi luôn. Đồ chó hoang. Xém chút nữa là ta đã khiến cháu bị giết, Yuvi. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Ta thật là một con khỉ tồi tệ. Giờ ta đã thấy rồi, chuyện ta làm là sai. Làm ơn tha thứ cho ta. Bẹt gà, nói với Baraji rằng anh ta không còn trong đàn của chúng ta nữa. Anh ta phải đi thôi. Có một điều anh ta sẽ không bao giờ hiểu. Một người bảo vệ cần phải làm việc nghiêm minh hơn. Một kẻ hủy hoại cố làm Alex im lặng, trong khi anh ta là người duy nhất có thể giao tiếp với con người. Tôi không thể tha thứ cho điều đó. Nhưng anh ấy sẽ không im lặng. Và không ai ngăn được chúng ta trở về Delhi. Mẹ ơi, có tin xấu về Alex. Con không nghĩ anh ấy có thể nói chuyện với con người. Anh ấy còn không thể nói. Anh ấy mất giọng rồi. Baranji, chú không thấy mình đã làm gì sao? Chú làm hỏng mọi thứ rồi. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Cực kỳ nghiêm trọng. Cũng may là ta đã từng gặp trường hợp tương tự rồi, phải không anh? Không phải lần đó, Vigi mất giọng khi ta ở Vegas. Và em phải đừng nhắc tới Vegas. Giờ tôi nhớ rồi. Là Rajiv mới phải, và chúng ta chơi Chicago. Em nhớ rõ lần đó về phản ứng của khán giả rất tốt. Họ thích chân của em. Cưng ạ, à, em không nhớ sao? Khán giả Chicago thích chân em. Nhưng họ mê mờ Sebugan. Ít ra em cũng được nhắc tới, còn hơn một vài người trong số chúng ta, phải không cưng? Này, còn khi anh mở mạng ở Dubai thì sao? Anh thực sự nghĩ những người này quan tâm đến danh tiếng của anh sao? À không, không đâu. Hai người có thể giúp lấy lại giọng cho cậu ấy không? Nào cưng, nếu anh giỏi vậy thì làm đi. Tôi đề nghị uống thật nhiều nước, nằm nghỉ ngơi, thuốc. Tôi có nói nghỉ ngơi chưa? Anh thật là vô dụng. Họ cần đến Delhi. Họ không có đủ thời gian đâu. Cứ nói cho họ biết cách tìm Jadipudi nào. Ông già ẩn giật đó đi. Jadipudi Mama, ông ấy sống ẩn trong núi, cạnh bờ sông. Nhiều năm rồi không ai nhìn thấy ông ấy. Tôi không chắc nếu ông ấy vẫn làm việc theo giờ hành chính. Nhìn nơi này xem. Cứ như một đền thờ vậy. Có thể cảm nhận cả sức mạnh hàn gắn nữa. Chờ chút, ông thầy Lan già sẽ giật đầu Alex một cái đấy. Ông Thánh, xin chào. Baba. Cháu nghĩ chú đang ngồi trên ông ấy. Xin lỗi, ông cần giúp không? Bình tĩnh lại, lễ phép chút nào. Chúng ta đang nói chuyện với một vị thánh đấy. Thánh hả? Sư phụ. Tổ sư ơi, liệu đây có phải là một bài kiểm tra mà ta phải vượt qua hay gì đó? Tôi chấp nhận thử thách của ngài, sư phụ. Ai đấy? Ta cảm thấy có ai đặt khóc trong lòng. Nếu bà Ba ở đây thì Ba hay thật. Sắp được chưa? Shiva ơi, hơi thở của ông này ghê quá. Hèn chi ông ấy phải ở ẩn. Thưa ngài, đây là Alex. Alex đã mất giọng hôm qua. Alex, mở miệng ra. Ồ, nó thật là sốt rét. Dị ứng sữa. Bệnh nặng đấy. Nó có thể tổn hại những người khỏe mạnh nhất.
Nhưng nó là bệnh gì? Thì khối u căng thẳng. Căng thẳng quá độ. Huyết áp cao dẫn đến đột quỵ, giãn tĩnh mạch, đau tim. Ta đề nghị dao nuôi chữa trị nó với một hỗn hợp gồm nhảy cha cha cha, phô mai chết đa, trà thảo dược, hạt cải và lô hội, vỏ cây bạch đàn giả thật kỹ, nghệ tây một nhúm nhỏ thôi, hoa vàng dại, quế, lòng não, lựu và trái ổi tươi. Ai trong số các người sẽ đi kiếm chúng về cho bạn mình? Tôi đoán tôi phải làm thế thôi. Ồ, cái này. Anh đang làm gì vậy, đồ khỉ điên? Vỏ cây bạch đàn này. Được rồi. Màu đen hợp với anh đấy. Xin lỗi. Cẩn thận nào, mấy cái gai này chết người thật. Là màu đỏ hay vàng? Vàng, vàng. Hoàn hảo. Ồ, hoa hồng vàng. A6, bỏ qua. D11, nào. D12 nữa. Đây. Alex. Sao? Hả? Ok. Trái đó có sao đâu. Ngươi khùng rồi. Không đời nào ta leo ra đó đâu. Quên đi. Ok. Ôi không. Đẩy nước ra ngoài con khỉ. Ai đang cười vậy? Chuyện này có gì mà cười? Anh không thể tiếp tục thế này, Bai. Không ăn hoặc nghỉ rồi anh sẽ gục thôi. Tôi biết, nhưng tôi thề với chính mình. Tôi sẽ không ăn hay nghỉ cho tới khi Alex lấy lại giọng. Có trời chứng giám, tôi sẽ hy sinh mọi thứ để anh ta khỏe lại. Xem ai ở đây nào. Chúng ta từng có một lãnh đạo, một lãnh đạo khỉ vĩ đại. Và anh ta đã thực sự là một lãnh đạo vĩ đại. Giờ không còn nữa. Không biết ngài ấy giờ ở đâu rồi. Sếp của chúng ta sẽ không bao giờ lăng lê chỉ vì một con vẹt. Sếp là một chiến binh, không phải thằng hầu.
Này, mày làm gì thế? Đó là câu của tao mà. Đồ đê tiện. Ngài không còn là sếp của chúng tôi nữa. Được, vậy các ngươi không phải lính của ta. Không phải ư? Các ngươi đùa ta sao? Còn lúc ta đang cô độc ngoài kia với thằng điên Kalia và cả trăm cô linh cẩu thì sao? Tụi bay bỏ mặt ta ngoài đó. Đúng rồi. Và dạo này khi ta quần quật tới chết để kiếm đồ cho Alex, các ngươi có giúp không? Tất nhiên là không. Phải phải, xúc xích gan còn làm lính tốt hơn các ngươi. Chúng sẽ là những đệ tử sẵn sàng làm mọi thứ, hy sinh tất cả vì sếp. Nếu ta bảo các ngươi chặt mất mấy đầu ngón tay mà chúng mày cứ hay vung vẫy loạn xạ thì sao? Ok, không? Kỹ chưa? Các ngươi biến đi, biến đi. Ai cần các ngươi chứ? Ta ở một mình còn hơn. Đi đi. Chúng còn chả thèm năn nỉ nữa. Ngươi muốn gì? Chờ chút, ta có thể giải thích. Chú nghĩ Alex có thể có lại giọng nói trước khi ta đến Delhi không? Chú không biết, nhưng với tiến triển này, chú lo hơn là liệu Barasi có thể tới Delhi toàn diện được không? Cậu ta đã không ăn không ngủ và không rời Alex 3 ngày nay. Cậu ta sắp kiệt sức rồi. Người có biết câu chuyện của Hanuman không, Alex? Hanuman là một người hùng dũng mãnh. Ngài luôn đối mặt nguy hiểm hoặc bị tấn công bởi các quái vật, nhưng ngài không bao giờ nản lòng. Vì cùng với sức mạnh, ngài có cả lòng kiên nhẫn. Ngài biết dù mọi việc có tệ thế nào, dù ngài phải chiến đấu với bao nhiêu quái vật, ngài luôn có thể quay sang chủ nhân của mình, thần Ram, vị thần đức hạnh, và nói rằng: "Wow, đẹp quá đi. Wow, đẹp quá đi." Người vừa nói gì với ta? Không, ý ta là trước đó. Không phải trước đó. Nếu người thật sự nói điều ta nghĩ người đã nói, đó sẽ là điều cuối cùng người nói ra. Họ có nên làm thế không? Chắc không nghĩ điều đó có lợi cho người căng thẳng quá độ. Tội nghiệp, anh ta đã cố gắng rất nhiều. Baranji, đột phản bội. Giọng của người sẽ không phải thứ duy nhất bị mất khi ta bắt được ngươi. Dừng lại, Baranji. Baranji, tôi cảnh cáo anh đấy. Người nghĩ người có thể đem ta ra làm trò cười sao, phải không? Để xem thế nào nhé. Khi ta nghĩ đến tất cả những chuyện ta đã làm cho ngươi, trời ạ, ta đúng là thằng ngu. Ta đã không ăn ngủ hay ị trong 3 ngày vì ngươi. Mọi người làm như ta là một kẻ khốn nạn, nhưng ngươi còn tệ hơn thế. Thằng phản bội. Giờ lần cuối đi. Ngươi vừa nói gì? Nói đi. Thử lại đi. Nói chuyện với ta nào. Đồ nói dối lồng lá. Ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối. Hanuman sẽ nói gì khi mọi chuyện trở nên xấu đi? Lạy thần Ram. Phải, lạy thần Ram. Không. Các đồng chí, chú ý. Dân, thưa sếp. Bên phải các đồng chí, thẳng tiến, cho chúng biết tay nào. Cũng lâu rồi chúng ta mới có một cuộc diễu binh. Có thể nếu ta hạ tảng đá xuống và chạy đi. Chuyện này không có nghĩa là ngươi thoát tội đâu. Ta sẽ giải quyết. Giải quyết ngươi sao? Cầm mồm và chạy đi. Đừng có bảo ta phải. Buồn cười thật. Nhìn kìa. Giờ Alex lại đang đuổi theo bay. Không, không ai đuổi theo ai cả. Cả hai đang bỏ chạy khỏi cái gì đó. Chúng ta có nên chạy luôn không? Để chú nghĩ đã. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, chú nghĩ là có đó. Chạy đi. Sếp ơi, kẻ thù đã gặp được tiếp ứng. Chúng tôi thấy 5 người. Ok, vị trí hiện tại là sao? 90 đội về phía đông, cách 100 mét. Roger, các đội chú ý, sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ vào. Đội súng, sẵn sàng, sẵn sàng. Nhắm, dâng, bắn. Nhanh lên, Becca, nhanh lên.
nhanh lên, mọi người vào đây. Phải chạy nhanh lên. Đi đi, tôi đang chạy đây. Mẹ, con nghĩ là có xe lửa. Nào, nhanh lên. Lên tàu. Chúng tôi đã tin tưởng anh, Parasi. Anh không thể cưỡng lại phải không? Anh phải chạy theo sau Alex. Tôi thề là không. Im đi, tôi sẽ không tin anh. Dù anh có thể rút mộ của chính mình. Cho tôi một cơ hội đi. Cô không hiểu. Tin tôi đi, tôi hiểu rất rõ. Cả hai câm ngay đi. À, con chim biết nói này. Con chim biết nói. Anh nói lại được rồi sao? Phải, tuyệt thật nhỉ. Tình tốt lành luôn đến mà. Có thật là anh đã bị mất giọng không hả? Thế này, ta hãy thử đội hình mới. Các cậu ý sao? Dân, thưa sếp, đội hình tên lửa. Tốt lắm. Giờ thì anh hài lòng chưa? Anh là người làm ra việc này đấy. Tôi sao? Dĩ nhiên rồi. Tất cả là tại tôi. Phải, tôi là người đã chọc phá tổ ông. Không phải thế sao? Tôi có nói là hãy tới Delhi không? Tôi có nói là làm ơn bắt cóc tôi từ ngôi nhà xinh đẹp của tôi và lôi tôi vào trong rừng không? Ở dưới đó ấy, Ruby. Nhớ tìm xem có chỗ nào để chú trú không nhé. Bọn tôi tấn công được chưa ạ? Tấn công đi ngay lập tức. Tuân lệnh. Mẹ, Ruby. Paranji, Alex, nhảy đi. Bọn tôi nhảy đây. Thôi nào, lại đây. Anh chờ gì nữa chứ? Paranji, chân tôi bị kẹt rồi. Đáng đời lắm. Có bao giờ nghe nói tới nhân quả chưa hả? Không, chắc là không rồi. Anh thậm chí còn chưa từng nghe nói tới Hanuman nữa. Tha cho tôi đi. Ta nói sao được không? Làm ơn đi. Lẽ ra tôi nên bỏ mặt anh đi hơn. Paranji, làm ơn đi. Không có thời gian đâu, Paranji. Mau, nhảy đi. Nhảy đi chứ. Nhảy đi. Tìm và tiêu diệt cả. Hủy lệnh. Bọn khốn may mắn, chúng đã ra khỏi khu vực của chúng ta rồi. E là chúng ta phải quay về căn cứ thôi. Tất cả, quay về nào. An toàn rồi. Ai muốn làm thế lần nữa nào? Không vui đâu, Bedga. Giờ, điều đầu tiên ta phải làm là tìm đường ra khỏi đây. Và hy vọng là hai người kia vẫn ổn. Paranji, anh bị điên sao? Sao anh không nhảy chứ? Đồ khỉ tự sát. Bảo vệ luôn tốt hơn phá hủy. Ít nhất Bên Gum đã nói thế. Có thể cô ấy đúng. Thật ra tôi chắc là cô ấy nói đúng. Cô ấy không phải là người duy nhất đúng đâu. Anh cũng đúng mà.
Tôi đúng là kẻ phản bội đồng loại của mình, luôn lảm nhảm về cuộc sống dễ chịu ở thế giới loài người, trong khi con người luôn cố phá tan thế giới của chúng ta. Tôi xin lỗi. Anh không có lỗi gì để mà xin lỗi đâu. Nếu có người cần xin lỗi, đó phải là tôi vì đã ghét anh, trong khi anh chỉ đang cố giúp bọn tôi. Tôi đã lãng phí quá nhiều năng lượng nghĩ cách để giết anh. Này, anh biết gì không? Tôi có nhiều niềm vui hơn vào giây phút đó, lúc mà tôi và anh cùng nhau đâm đầu từ trên mỏm đá xuống, còn hơn là niềm vui của những lúc cả ngày tôi chỉ lên kế hoạch giết anh. Alex và Baranji. Alex và Baranji. Anh biết không, tôi thấy rất buồn cười khi nghĩ về trái dừa mà ta đã uống, như nó được lên men ấy. Tôi cảm thấy đầu tôi kỳ lạ quá. Anh nói y như con người khi mà anh ta quay về nhà từ một buổi tiệc vậy. Khi đó anh ta thường mở hết đèn trong nhà lên và đi ngủ chỉ mặc độc một cái quần lót. Tôi là bạn thân mới của anh phải không? Giờ tốt nhất là đừng nói quá sớm. Có thể đây chỉ là do tác dụng của nước dừa thôi. Thôi nào anh bạn, anh là bạn thân nhất của tôi đó. Anh sao không nói với tôi rằng tôi là bạn thân của anh sao? Anh chính thức là bạn thân của tôi. Vậy tôi là bạn thân nhất của anh và anh vẫn không muốn nói cho tôi biết à? Tôi nghĩ tôi cần uống nước. Gonger, anh yêu em. Yêu em rất nhiều. Em đáng yêu. Anh sẽ mang cả thế giới. Không, không, không. Không, ngài hổ làm ơn để tôi đi. Làm ơn tránh xa tôi ra, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tránh ra, thịt tôi dở lắm, không ngon đâu. Francis, thật đúng lúc, xém tí nữa là tôi tiêu rồi. Tôi nhìn lên chỉ thấy một con hổ. Không, 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 tôi là mèo mà, chỉ là mèo thôi. Anh hổ. Không phải là hổ, tôi là mèo, chỉ là mèo thôi mà. Nói với tôi đi. Họ đã giết hết tất cả hổ ở vùng này rồi. Nếu con người có quyền quyết định, tôi nghĩ họ sẽ giết hết tất cả hổ trên đời này. Tôi không muốn chết như những con hổ khác, nên tôi đã tự huyễn hoặc mình là mèo. Tôi giả vờ lâu tới nỗi tôi quên mất làm hổ là như thế nào. Tôi biết cô đang nghĩ gì. Cô nghĩ tôi là thằng hèn, và cô đúng. Tôi là một gã hèn, nhưng ít nhất đầu tôi vẫn còn dính chặt với cổ, chứ không phải đang được treo trên tường của thợ săn nào đó. Anh không hèn đâu. Ít nhất anh có lý do cho việc mình làm. Không như tôi. Anh làm thế để cứu bản thân. Tôi làm thế để được xem TV HD. Nhưng giờ tôi đã hiểu, đây không chỉ là việc của một khu rừng, đây là việc của muôn thú, về việc nhà của chúng ta bị tàn phá. Anh nói đúng đó. Và đó là lý do chúng tôi cần tiếng nói của anh. Không, sẽ không cần đâu. Vì ta sẽ không đi tới Delhi nữa. Chúng ta thật ngu ngốc. Chúng ta đã thật sự nghĩ rằng ta có thể làm họ thay đổi chỉ bằng vài lời phàn nàn với một số con người trong việc gây hại tới loài khác, trong khi con người ai cũng như nhau thôi sao? Độc ác và tàn nhẫn. Họ sẽ không tha cho ai cả. Không phải anh, tôi. Không, tôi sẽ không để họ làm thế với Yuvi. Tôi sẽ mang nó về. Chúng ta phải về khi vẫn còn có thể. Chúng ta sẽ không đi tới Delhi nữa. Bây giờ chỉ có một người duy nhất mẹ sẽ nghe theo. Nếu bố không tới, mẹ ơi, nhìn kìa, là bố. Con biết bố sẽ tới mà.
Bố ở kia kìa, mẹ không nhìn thấy sao? Mẹ nhìn đi. Dừng lại đi, Yuvi. Mẹ biết con nhớ bố, nhưng bố con chết rồi. Bố con sẽ không quay trở lại đâu. Nhưng mẹ, sao mẹ có thể nói thế? Bố ở ngay đó mà. Mẹ không thấy bố sao? Không, mẹ không thấy, và những người khác cũng thế. Thật ra tôi nghĩ là tôi có thể nhìn thấy anh ấy. Là Xuân Tân đó. Là Xuân Tân, rõ như ban ngày vậy. Phải phải, cô có thể thấy chứ. Cô chỉ cần nhìn thôi. Nhưng không phải ở ngoài kia, mà là ở đây, trong UV, trong trái tim nhỏ bé nhưng quả cảm của cậu bé đã đưa chúng ta đến đây. Anh ấy ở đây, trong tình bạn giữa Alex và Baranti. Ý tôi là phép màu điên khùng nào đây chứ? Anh ấy ở đây, trong tình yêu của cô dành cho con trai mà cô và anh ấy đã mang đến thế giới này. Sự dũng cảm, tình bạn và tình yêu đó, chúng là hiện diện của Xuân Tân. Chúng là thứ làm anh ấy tồn tại. Những người nói rằng họ không thể thấy Xuân Tân chỉ là vì họ chưa thật sự nhìn kỹ thôi, vì anh ấy ở ngay đây. Tôi luôn tự hỏi vai trò của mình trong chuyến đi này là gì, để làm cái bóng và thêm dài một chút hôi hài. Có lẽ đây chính là vai trò của tôi, để giúp mọi người hiểu rằng Xuân Tân vẫn đang sống trong UV và sống trong từng người chúng ta. Em sắp tới rồi. Đừng sợ khi đường còn dài. Em sẽ không bao giờ đi xa anh. Đừng sợ khi đường còn dài. Anh sẽ luôn gần em. Ở trong từng bước chân em đi, sẽ làm nên số phận của chính em. Tôi không thể tin được điều mình đang thấy. Nỗi sợ đã giam tôi lại. Sao tôi có thể để nó kiểm soát mình? Chúng ta sẽ không quay về, không dặm lại. Ta đang trên đường đi. Vậy ra đây là Delhi. Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ tới được đây. Trạm kế tiếp, nghị viện. Tuyệt, nhưng sao ta tìm ra chỗ đó được? Chưa kể là làm sao để vào được trong nghị viện. Tôi có kế hoạch này, tôi có ý này. Anh nói trước đi, anh cứ nói đi, tôi sẽ nói sau. Không, không, anh nói đi, cứ nói đi. Không, anh nói trước đi. Không, tôi nói thật đó, anh trước đi. Dừng lại được không? Cứ nói ra đi. Anh nói trước đi, kế hoạch ngu ngốc của anh là gì chứ? Hai người cầm đi, cứ giữ chúng lại đi. Chắc chẳng cái nào dùng được đâu. Thế kế hoạch là gì nào, đội trưởng? Tôi xin lắng nghe. What? Sao? Chúa ơi, ta không có kế hoạch nào ư? Nghĩ gì mà lại tới tận đây trong khi chẳng có kế hoạch gì chứ? Chúng ta xong rồi, tiêu rồi, chết rồi. Ta phải có kế hoạch chứ. Ta không thể cứ nhảy ra khỏi xe. Thế sẽ gây ra hỗn loạn, đám đông hoảng sợ la hét. Mấy bà già cầm máy quay, phóng viên TV trực tiếp từ Delhi, động vật nổi loạn. Berga, anh đúng là thiên tài. Em không tin được đâu. Sao nào? Không hay tí nào cả. Mọi người chạy thôi. Nhanh, nhanh hơn nữa. Ừ.
Barangi, lần đầu tiên trong đời tôi bắt đầu ước gì mình có súng đấy. Ồ không không, anh không cầm nổi đâu. Lòng của anh sẽ bị kẹt trong cò súng nữa. CNN đây, tránh ra nào. Xin lỗi, CNN tới kìa. Đúng như anh nói, cả thế giới loài người đang lắng nghe ta. Alex, tới lượt anh rồi đó. Ôi trời ơi, tôi không phải ngày nào cũng được thấy chuyện này thế nhỉ. Alex, sao thế? Sao anh không nói gì đi? Sao thế? Tôi bị chứng sợ sân khấu mà. Cho tôi thời gian bình tĩnh nào. Sợ sân khấu hả? Anh không phải dân chuyên nghiệp hay không hả? Nhanh lên nào. Bọn tôi đã rời bỏ ngôi nhà thân quen, bỏ lại sau lưng cánh rừng, cũng như gia đình mình, đi xuyên ngày đêm cùng bụng rỗng, vượt qua sa mạc rộng lớn, bị lạc đường và xém bỏ mạng. Anh à, chị để đứng ở nơi này và nói, rừng của chúng tôi đang dần chết đi. Hãy nghe chúng tôi hỡi con người. Con bẹt này xem phim Bollywood quá nhiều rồi. Có lẽ họ đang quay quảng cáo hay gì đó thôi. Ai biết được là anh ta có thể hát chứ. Phải đó. Và giờ anh ta có cả kênh radio của riêng mình. Tôi đã biết rằng con vẹt đó là không thường mà. Không phải anh đã nói thế sao? Phải, tới Delhi. Không ai biết được những rắc rối bọn tôi đã gặp. Không ai biết được nỗi buồn của chúng tôi. Rừng ngày xưa từng xanh tươi bạt ngàn, nhưng ai biết được ngày mai nó sẽ còn đó không? Chúng tôi rời khỏi nhà để đến đây tìm các bạn. Hãy giúp chúng tôi, hỡi loài người. Chúng tôi đã băng đèo lội suối, đúng thế, để có cơ hội nói chuyện với con người. Chúng tôi đã đi xa đến thế. Các bạn nỡ lòng nào từ chối sao? Không tệ đâu, nên cho con vẹt này lên TV đi. Phải đó. Nhìn kìa, đó là Barangi. Ừ, anh ta tới được Delhi rồi. Dĩ nhiên vinh quang thuộc về anh ta cả. Không có chúng ta sao anh ta làm được thế chứ? Sao lại thế? Cầm đi, anh ở phe nào hả? Alex, thôi đi. Anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Mọi người đang nhìn ta đó. Đừng trông dữ tợn thế. Vì tôi đang cảm thấy bực mình đấy. Thế còn tốt hơn là làm trò cười cho bọn kia. Anh đang đưa chúng tôi ra làm trò sao? Nhìn họ xem, họ đang cười chúng ta kìa. Anh đang làm gì vậy hả? Anh ta nói đúng đấy. Làm sao họ có thể coi trọng ta khi họ cười cợt ta như thế? Mọi người bình tĩnh nào, tôi đang cố gắng đây. Các anh phải tin tôi chứ. Tôi chỉ đang khởi động thôi. Nếu nói thẳng ngay từ đầu, họ đã bỏ đi rồi. Cảm ơn. Mọi người thích bẹt biết hát phải không? Buồn cười lắm phải không? Phải. Nhưng có ai chịu để ý lời của bài hát không? Có ai không? Không ai tự hỏi tại sao một con vẹt, một chú báo con cùng mẹ mình, một con gấu và một con khỉ lại mạo hiểm mạng sống của chúng để tới đây sao? Bọn tôi sẽ nói nếu như các người chịu lắng nghe. Tôi biết cười hay chuyển kênh thì sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc nghe tôi nói, phải không? Chúng tôi đang nghe đây, các con thú muốn nói gì? Cảm ơn, nhưng chưa đâu. Khi có người từ nghị viện tới đây, một người có quyền lực và thiện ý muốn giúp đỡ, thì tôi sẽ nói. Các thành phố như ngừng lại để chờ xem diễn biến tại nơi này. Hiện giờ nghị viện đang cực kỳ rối loạn. Một cuộc tranh luận đang diễn ra về việc chính phủ có nên cử đại diện tới hay không. Tất cả đang mong chờ vào cuộc bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu lại bị hoãn lại. Vẫn chưa có thông tin khi nào thì việc đó sẽ diễn ra. Trong khi đó cả quốc gia cùng nín thở chờ đợi. Chúng tôi đã ở đây hàng giờ nhưng không ai rời khỏi chỗ của mình. Trong khi chờ đợi xem liệu nghị viện sẽ chấp thuận lời đề nghị được gặp gỡ của các con vật hay không. Tin mới, biện pháp giải quyết đã được thông qua và một đại diện sẽ được cử đến để gặp gỡ các con thú. Họ làm được rồi. Chú vẹt, chú khỉ, gấu và báo con đã làm cho tất cả kinh ngạc. Phải, tôi thấy rồi. Xin hãy mở lối. Hello. Xin chào, tôi có thể làm gì được cho các bạn? Nói đi nào. Hãy nói ra vấn đề của chúng ta, Alex. Làm cho ông ấy hiểu. Anh làm được mà.
Thưa ngài, bọn tôi đến đây để nói với ngài rằng rằng loài người sắp sụp đổ rồi. Ngay lúc này đây, hàng triệu con thú đang trên đường tới đây để tấn công các người. Thành phố của các người, gia đình, nhà cửa, tất cả sẽ bị tiêu diệt. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho tới khi tất cả các người, cả loài người bị tuyệt chủng hoặc đưa vào lồng. Nó bị điên rồi, bắn chúng đi. Vậy mọi người nghĩ sao? Làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi và giận dữ phải không? Bị lấy gia đình và nhà mình ra để đe dọa. Các người nghĩ bọn tôi sẽ làm thế sao? Các người nghĩ bọn tôi là ai? Là con người chắc? Vì đó chính là điều các người đã làm với chúng tôi mọi ngày trong hàng thế kỷ. Các người tấn công chúng tôi với súng ống, máy xúc, ô nhiễm và sự tàn phá rừng. Và người may mắn trong chúng tôi được các người giữ trong nhà trở thành những con vật được nuông chiều để còn các người chơi đùa, trong khi rốt còn lại bị các người săn bắn và tận diệt để lấy da hay lông, chỉ vì các người cho rằng thế là vui. Các người nghĩ bọn tôi không cảm thấy gì sao? Nơi sinh sống của bọn tôi chẳng phải chính là cái nhà sao? Các con nhỏ của bọn tôi không phải là con cái. Chú báo nhỏ này đã làm gì để khiến bố mình bị giết chứ? Đáng lẽ nó phải được chơi đùa và làm trò ngu ngốc. Thay vì thế, nó đã phải đi cả quãng đường và cố nói lý lẽ với các ngươi để cứu chính mạng sống của mình. Một đứa trẻ đáng lẽ không phải làm thế. Và khi cuối cùng nó cũng tới đây, khi chúng tôi đối diện với các ngươi, chúng tôi nghe thấy gì chứ? Giết chúng đi, giết hết chúng đi. Có lẽ chúng tôi đến từ rừng rậm, nhưng đối với tôi, các ngươi mới là những kẻ mọi rợ. Khi chúng ta bắt đầu đi, Delhi có vẻ thật xa vời. Chúng tôi không nhận ra rằng đi tới Delhi mới là việc dễ dàng. Chúng tôi vẫn phải chạm tới trái tim của các người. Nếu có ai đó thật sự cảm động với những lời này, xin hãy dừng việc giết chóc chúng tôi lại. Xin đừng đe dọa chúng tôi nữa. Hãy sống với chúng tôi. Ta chỉ có một thế giới thôi. Hãy vì nhau mà cùng chia sẻ nó trong hòa bình. Ai sẽ đứng về phía tôi và nói, hãy cùng chia sẻ thế giới nào? Chia sẻ thế giới. Chia sẻ thế giới. Share the world. Share the world. Share the world. Share the world. Chia sẻ thế giới. Tôi thích câu đó. Chia sẻ thế giới. Chia sẻ thế giới. Xong rồi.